Chúng ta bắt đầu vào phần thứ nhất, đấy là phần giải nghĩa. Ta sẽ tìm hiểu nghĩa của từ hòa bình thông qua bài tập số 1. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ hòa bình? Có 3 phương án cho các con lựa chọn. Đó là một trạng thái bình thản, hay trạng thái không có chiến tranh, hay trạng thái hiền hòa, yên ả. Chúng ta bắt đầu với phần tìm hiểu nhé. Nghĩa của từ hòa bình được hiểu đơn giản, đó là trạng thái không có chiến tranh. Các từ còn lại có nghĩa thế nào? Trạng thái bình thản. Bình thản là cảm nhận trong tâm hồn của mình. Như vậy, đây chính là cảm giác thư thái. Còn trạng thái hiền hòa, yên ả, ta có thể tách theo nghĩa. Hiền hòa, đấy chính là trạng thái để chỉ về cảnh vật, cũng có thể nói về phẩm chất hay tính cách của con người. Còn với nghĩa yên ả, ta có thể lựa chọn đây là trạng thái chung của cảnh vật. Như vậy, với phần loại trừ vừa rồi thì ta khẳng định rõ hơn hòa bình là trạng thái không có chiến tranh. Bây giờ chúng ta cùng mở rộng nghĩa cho từ hòa bình. Trong số những từ dưới đây thì từ nào đồng nghĩa với từ hòa bình? Cô và Toliha đưa cho các con các từ bình yên, lặng yên, hiền hòa, thanh bình, bình thản, thái bình, thanh thản và yên tĩnh. Từ nào đồng nghĩa với từ hòa bình? Chúng ta sẽ cùng giải nghĩa từng từ một để tìm cho thật chính xác nhé. Bắt đầu với từ bình yên. Bình yên là yên lành và không gặp điều gì rủi ro, tai họa. Lặng yên là trạng thái yên và không có tiếng động.